Ngon quá đi. Ngon quá hả? Hồi thơm á. Thôi, nó vừa đúng luôn á. Hay mướn thợ về điêu khắc luôn. Kiểu khắc cây dừa hả? Điêu khắc cây dừa. Thơm một cây dừa lên. Rồi xong rồi. Với cái tình hình này nấu chè này mới mốt mình bán được. Được không? Đem ra lộ cái lộ rồi bán. Món mình ra mình trưng mỗi ngày sẽ có nè. Một món khác nhau. Mà nay Gương bán món gì? Nay món nay bán chè, mai bán nem nướng, mai bỏ bán nem nướng rồi. À, vậy thôi tới gì? Chè khoai lang kìa. Chiều vài bữa nữa bán chuối chiên. Ừ. Ây da, phẩm tay. Ôi da, nóng lắm hay. À, ngồi đi rồi. Đó, đó. Ôi, hồi tối kia chữ lộn. Đúng rồi. Bà đó, cái vụ chữ lộn hôm bữa em đã nghe rồi. Hôm qua hôm kia giống biết. Cái vụ chữ lộn hôm bữa mà em với bông đi hóng á. Là cái bà đó bị ung, bị thợ. Cái bà đó bị thợ, bà ra mới mua sầu riêng, bà là không biết chết chừng nào á ha. Bà ra mới mua sầu riêng nhưng mà bán ba trái sống nhăn cho bà. Bà ra mới bán vốn đi, cái chửi bà quá trời luôn, không biết tội nghiệp tay. Mà bà là không biết sống hay không biết chết chừng nào luôn á. Chạy thận hoài, từng chạy hoài luôn. Là kiểu bà hèm nên mới ra bà mua. Mà bà không biết mình chết chừng nào mà. Mình không biết nữa hôm qua. Không á. Ở đâu? Không luôn á. Bà nói trong hành em như vậy, trong đông em như vậy. Dạ Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức món chè bắp. Xin mời mọi người. Con xin mời mọi người. Con xin mời mọi người. Con xin mời ông bà cô chú. Thơm nè, vừa thơm bắp mà vừa thơm lá dứa nữa. Siêu thơm luôn. Nước cốt dừa béo béo nữa. Mình lên cái chén nước cốt dừa. Chắc cái kỳ này lên năm lên nửa tạ quá ha Kim Ngân ha. Không lên nhiều đâu, nửa tạ. Sắp rồi. Sắp được nửa tạ rồi, 3 kg nữa nửa tạ. Vậy 2,5 kg cho mày. Ôi 3 kg rồi. Ê mà tụi bay có thấy dạo này bơ ớt không sao ai cũng nói tao ốm trơn. Mình phải làm tròn biết không? Mày nhiêu ký? Tao muốn cân nhưng mà tao cảm giác là hình như tao ốm nha, ai cũng nói tao ốm á. Hả? Chưa. Ăn. Nó ngọt. Nóng quá. Nó ngọt bắp á. Cảm giác là nó ngọt bắp á nha, chứ phải ngọt đường nha. Đứa ơi ngọt ngọt quá, còn đứa ơi nóng quá. Béo quá. Nó ngọt mà nó béo béo. Rồi hai cái nước cốt á. Nó mặn cái này, nó ngọt này vô, cái nó hòa quyện vô nhau. Vừa ăn không? Cái hợp hoàn hảo. Đúng rồi. Không á. Nhưng mà nóng mất. Khổng lửa luôn. Đứa khổng lửa, đứa khổng tay. Nó không có kẹo lắm, ăn nó ngon. Cái mà nó kẹo thì là kẹo á, ăn nó ngán lắm. Chút mốt cho rổ ốc một chén rổ ốc khoái đó, để chút đi. Sao cũng được, ốc khoái ăn chè lắm. Rổ ốc với rổ năm á ta trộn đều lắm rồi mà khoái ăn chè. Thơm không cần? Thơm lắm hai. Thơm mùi bắp và mùi lá dứa nữa. Nó hòa quyện vô. Hòa huyện tôi. Cái kia là huyện rồi. Ôi học sinh giỏi kìa. Trời ơi, giỏi. Kim Ngân học sinh giỏi hả con? Học giỏi xuống đó giờ luôn á. Cái năm lớp 10 mà gì? Cực mà không được gì phải không? Mà em cái kiểu mà không có gương mẫu nữa.
Cái đây là bằng tốt nghiệp với giấy khen của mình á. Hay là bằng tốt nghiệp cho đây khỏi tốt nghiệp. Nha, cũ á, xúp nhau học lớp rồi này kia chơi ăn uống rồi này kia, cái ngồi mới khui chuyện cũ ra, đứa thì lật bùa, đứa thì cặp dê, đâu khui ra hết trơn. Cái đó có biết nè. Ngọt bắp nó hành quá ha, ngọt cái bắp nó sao á, chắc củi bắp bỏ vô á. Ừ. Thì chị mốt cho cậu Út con to. Út ơi, Út đâu ta, Út có gần đây nó Út qua ăn. Còn nhiều ít Út ăn hết được á. Ăn nữa là tụi cơm còn trong nồi nè. Dạ, Út thích ăn á ha. Út thích ăn chè. Chè gì cũng được á hả ơi. Hình như là vậy á. Vậy là Út thích ăn ngọt hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ Khánh sẽ ăn. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị Nhiên. Đó. Nước cốt. Chè bắp là phải có nước cốt. Nãy giờ thấy mấy đứa em ăn ngon quá. Bây giờ mình ăn thử. Thử coi như thế nào. Khánh thì Khánh không khoái trộn trở lên. Khánh thích múc gì nè. Có này có kia, nửa này nửa kia gì thì khoái hơn. Vậy sao nãy không chỉ em vậy? Ai biết chị tưởng nó cứ quậy lên chú khoái vậy. Em tưởng không? Là chế cho phải quậy đúng chứ. Đúng rồi. Sao nãy em chỉ? Hỏi câu hỏi chị khó tả lời quá. Em tưởng là mọi người có một cách ăn khác nhau. Ừ, đúng rồi. Em nhưng mà em không biết cách ăn đó. Em cứ tưởng là chế vô mình phải quậy lên mới được. Làm chén nữa đi Dương. Ghê là ăn lại chế, ăn lại chế. Ừ, làm lại đi. Em nghĩ cách này sẽ ngon hơn á, nó có mặn mặn ngọt ngọt á, mình thôi giờ nó hòa quyện giống sữa rồi. Muốn muỗng chè đi rồi chế miếng nước cốt vô. Này giờ uống uống nước. Cái gì? Sữa bắp. Sữa bắp nước cốt dừa. Chị tưởng đâu cưng lại khoái ăn theo cách đó. Em đâu có biết đâu. Em cứ nghĩ bỏ vô là tộm đều lên mình mới ăn được đúng không? Hốt hai biết cách nào hay nhớ chỉ giáo em Tứ. Chị muốn phải kêu hai ăn trước mới được á. Nước cốt dừa á thì nó nổi trên mặt rồi. Mình không quậy là nó không có chìm, nó không tan. Mình chỉ mốt vậy đó. Đó. Nay bạn không qua. Còn tụi em quậy xong cái nó rửa thành nước luôn. Ừ. Nay bạn không qua. Nay bạn biết không ăn chè. Cơm á. Ăn chè bạn không có được. Chè bắp thì nó thơm. Nó thơm bắp, nó thơm mùi lá dứa. Nó ngọt. Ngọt dừa. Với lại nó béo, nó có dừa. Với lại nó mặn mặn, nó ngon. Nó không ngán hả? Nó có sự hy sinh của em nữa. Nó có sự, hi... sự hy sinh mãnh liệt của em nằm bên đó. Ghê tội. Clip của Khánh Tây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ như là có hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Nhi đồng quê nha. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.